điểm, giờ vàng cũng đã tới và đến giờ đây cùng muộn thì giờ tổ chức lễ thành hôn của chú rể và Hoàng Bắc sạch chết cùng bố cô dâu Thanh Tâm trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã đến rồi. Anh em tổ chức sự kiện của chúng tôi xin được thay mặt hai bên gia đình cũng như đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Vâng, xin mời. Quý vị hãy nổ ra một tràng pháo tay thật to để chúc mừng cho hai em vui vòng của trang hôm nay quý vị ơi. Dạ vâng, tay trong tay họ đang dìu nhau đi trên những bước chân trong đầu tiên của những người đang nếm trải mật ngọt của tình yêu, bởi họ luôn thấu hiểu được rằng tình yêu luôn có một phép màu diệu kỳ. Dạ vâng, xin thưa toàn thể quý vị. Trước về trước từ ngọc học trường lùi phủ mỹ bao xào nhì mờ bất lại phanh tè hề bó nhá tè nó xung vây bố lê là nòng tầm tè ai bà bố phân tà bà mẹ phanh tắc thèn là bày tòa năm mặt na bất lại phanh tè làng xe ai chứ có tánh rất phù bố lê là mình chủ làng xe ta nhìn chứ có tánh rất kìm khách đi đầy nòng phanh mát eo ai có chích nhằn hạc đà quần nòng sắc chết quần hôm bày sẵn ba mấy huyền chích lửa có dốc có thà phức bì là bố phú ai có chích nhằn có tròn tà cặt phúc chóng đỏ hả chứ biết phòng xù trường báo đù cạnh hầy giò chú tìm mưa la diệt sắc sư chiếc bền chú nấu trời trầu thầu ké bao tà bó khòng chen dàn đầu giết sức tàng tời khóc tập tày ăn đi khòng tế ai ở bầy sắc cô lầy nong hóc có phát cần dườn tài nữ diệt ó chóng sắc là bìa diện khổ khó vui vàng chưa cần đốt khắp thẳng hầy nát trộn khoàng chưa nặng ép cái ai hô khó sòng phái ít bằng tè ra cho mây lời phụ nghĩa bao xào cờ lầy quát hết chấm tố số ảo lầy quát chào chấm tố xuống ép cái ai tố số ai ai chấm chờ em tố xuống ép ép cỏ khàn hờ hồ phú nói hất mẹ cỏ chấm nó bắt phá hồ má nói hất mẹ má mày xài phố chuồng đứng trước các kiều cỏ chấp biển quát này nằm thường trường chấp biển quát chết nằm thường xá quát khát nằm bị nổi cúc cả tắc tòng lì cỏ sắp lùi phụ nghĩa chú già ai tà hôm nay lầy sự nhất trí đồng ý sắp lùi phụ nghĩa nòi đòn á chấm tổ chức phản lòng ở trong tòa làn hông đi lầy tay đắc á trở cơ hay còn sòng tòa làn hông lầy phường sườn khấu mấy ó nả khải tài em tinh mệnh được con nằm mũ lầu phát khẩu lớp chứ phải cờ hào khăn trèo sờ váy bìa bác khẳng mắt tùng mắt tôm mắt trong số trong bùn chúc thúc chúc bùn người sòng tòa làn hông đi lầy tay đắc á trở cơ làn sò cấp ơn tết đài qua mè thì nòng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, như vậy là hiện diện trên sân khấu tình yêu trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là chú rể Hoàng Bắc Sánh Dập và cô dâu Thanh Tâm. Vâng, để thay lời muốn nói, sau đây xin mời hai em chúng ta hãy nở nụ cười thật là tươi và cúi một cái quý chào thật là sâu để cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách của mình trong buổi trưa ngày hôm nay đã. Vâng, xin mời. Quý vị ơi, quý vị nổ ra một tràng pháo tay trị giá 1.000 tỷ đồng để chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho cô đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay ơi. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Dạ vâng, chú rể Hoàng Bắc và cô dâu Thanh Tâm của chúng ta có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại như ngày hôm nay cũng chính là nhờ công sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của những bậc làm cha làm mẹ. Vâng, về phía đại diện họ nhà trai, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bố Tòng Văn Du, mẹ Cà Thị Tươi. Chúng ta hãy cùng lên sân khấu để hiện diện tới quý vị quan khách của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Bên phía họ nhà gái, tôi xin trân trọng kính mời anh chị của cô dâu là Cà Văn Lợi và chị Quảng Thị Oanh. Chúng ta cùng lên sân khấu để ra mắt tới toàn thể quý vị trong quan khách của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Vâng, và xin mời hai gia đình chúng ta. Bố mẹ của lũ hấp vờ nhớ biết bụng thứ hạ bụng xong hết dùng biết pha thứ hạ cà lũ hấp mà biết bò biết mẹ cho thứ hạ gân mà để mở sắp đổi phụ mỹ ải em phú gia tà tay mà để còn lại sự nhất trí đồng ý sắp đổi phụ mỹ ai đó mà chẳng tổ chức bàn lòng ở trong tòa đàn không mà để lại tay đã hạ cho cô mà để còn vi sự hiện diện sắp bón phụ mỹ ải em xong phường chú hơn ta khẩn sân khó mà vậy ó nạc cài tà em tinh biết chúng côn tiên ông mở làn sau phép ở trường tốt mưa nhớ là chú bảo ai ai đang búa đồ phát khẩu hoặc cần tốt mưa xong chú hết chứ này bảo là số mày số mấy bà mẹ ơi hoặc cần nữa bà mẹ đâu.
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến. Như vậy là hiện diện trên sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã có mặt đông đủ của cô dâu và chú rể cũng như hai bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Dạ vâng, để thay lời muốn nói và cũng gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến toàn thể quý vị quan khách của mình trong buổi trưa ngày hôm nay, sau đây xin mời hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể chúng ta nở một nụ cười thật là tươi, thật là duyên dáng ở trên môi của mình và hãy cúi một cái cúi chào thật là sâu để cảm ơn tới tất cả quý vị quan khách của mình trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Vâng, xin mời. Vâng, quý vị ơi, quý vị quên là một nổ ra một tràng pháo tay thật to để chúc mừng trong năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ rồi ạ. Vâng, vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, lúc đầu từ ngàn xưa cho đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với nhiều diễn tiến đầy cảm xúc khác nhau, cùng vô vàn những màu sắc khác nhau, song vẫn có một điểm chung là khi hai trái tim đã hòa cùng vào một nhịp thì đôi những đôi anh em luôn muốn gắn kết với nhau bằng một mái ấm gia đình, họ nguyện mãi mãi như chim liền cánh, như cây liền cành. Vâng, và đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quả đúng là yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng đội và mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đã vàng cũng biết và phong ba cũng liều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Vâng, và sau một thời gian quen biết và tìm hiểu nhau thì chú rể Hoàng Bắc và cô dâu Thanh Tâm của chúng ta đã tìm được một bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Vâng, và đám cưới ngày hôm nay chính là minh chứng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Và không phải để cho quý vị phải chờ đợi lâu thêm một giây phút nào nữa, sau đây Nguyên Hình xin được chính long trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn trong năm hạnh phúc của chú rể Hoàng Bắc sánh trên cùng với cô dâu Thanh Tâm. Thanh Tâm Hoàng Bắc xin phép được bắt đầu. Quý vị ơi, quý vị nổ ra một tràng pháo tay thật to trị giá 10.000 tỷ đồng để chúc mừng tình trong gia cũng như chúc mừng trong năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ hôm nay nha. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Chương bò, chương bè, chương đồng hạc trường nơi của phía bó xào hãm ba biển tròn tè nó xung mê. Mở trước ai phá ổ chú mong này có thóc bàn mùi sống hốt chất thàn hồn hước cửa phần. Chưa năm ai bận vắng mở hệ chiếc nhận hạc nòng trước đến quần hôm. Bày sẵn ba bóng hình chiếc đuổi có dâu phóc thà phúc phía là báu phụ ai có chức nhận bó tròn. Thế đi, tạp cần cung chóng đò cò chim phòng trừ trường báo đù cặp thể dò rú sòng côn hoa la diện sắc sư chiếc bệnh cò rú nái tề trầu hầu kế bao tà bó khỏng chiên dàn đời chiếc thức tạm tòi khóc tạc tày khỏng té ải ở vầy sắc cô này nông hâu có chóng còn phát cặp dườn bài vư tiền ó chóng khó tà diện truyền khổ khó với vàng chưa cần nông khắc thảm hay na sầm bằng chưa nghĩ ít cái ngày hốt bông phòng phái chiếc bàng tề na sư mê mê lì báo ớt sắc đời của biết mai nó mới cò lại sự nhất trí đồng ý sắp đổi của mấy ai em có chấm tổ chức bằng đồng ở trong còn là nắp đi lầy tay đắp áo trời co mà đi cò bèn bừ đi viết chặt bừ sẵn viết tép bừ đẹp đẹp cam có lầy mỗi ai mỗi non tết bốn lúc tà chúc ý ai ào à tắm bước vào tàu chầu phi đồng cò má buồn sọc làm hâu mắt trong số trong phùn hờ đời của biết ai nó lầy bên đời sắp đổi bên lúc bấy lầy bên đời thức đời bé nơi lúc giờ lầy bên đời của biết báo xào chặt lấy sẹn hầu chú đi chúc làn cò chiếc hạng gần tàu hồng đèn à chiếc này bách gần tàu hộp lòn lầy sự nhất trí đồng ý sắp có suốt ảo ảo ai nàng phú lầu phát hầu mà nì phát chúc phúc chúc buồn chúc mắt là dọc của làn hông nì lầy tay đang áo giải co. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quả đúng là cô dâu và chú rể chúng ta có được ngày vui, ngày hạnh phúc như ngày hôm nay thì những bậc thì làm cha, làm mẹ, các cô, các chú, các anh, các chị, các cậu cũng không quên chuẩn bị những món quà thật là ý nghĩa. Vâng, và món quà đầu tiên tôi xin trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình cậu Khuyên Lưu. Vâng, xin trân trọng kính mời gia đình cậu Khuyên Lưu chúng ta hãy lên sân khấu để trao lại những tình cảm yêu thương cho hai con hai cháu của mình trong buổi trưa hôm nay. Vâng, xin mời cậu Khuyên Lưu ạ. Vâng, kính
thật toàn thể quý vị. Tiếp theo chương trình đó là món quà thứ ba đến từ gia đình chú Huyền Lượng và chú Công Diêm ạ. Vâng, xin trân trọng gia đình chú Huyền Lượng và chú Công Diêm, chúng ta lên sân khấu để trao tặng món quà thật là ý nghĩa, vừa mang giá trị vật chất vừa mang giá trị tinh thần cho hai con hai cháu của mình trong buổi chiều hôm nay ạ. Vâng, xin mời ạ. Chương bề chương bình đồng học trường khơi đi cổ tình làn bánh cổ nhớ sùng mà tình đàn đà cổ nhớ sùng rau nhớ bên tồn phát cá thông nhớ bên tòng tình kiềng mẹ là liềng cổ nhớ buồn điều mà đi cổ sắc xúc ảo ấy ai phú già tàn ai mỹ lại phù lại côn nhăn hạt nhăn bánh bơ bác chở hít khóc khòng chàn khòng phật tế làm hậu của bà mà ớ mỹ trường cho anh xem hùng má chúc xúc xúc buồn ở xong tờ là năm đi lệ tờ lắm áo chở cô tựa lưng mở làn cổ bóng mỹ sẵn hình xưa sò tăng nà phù bên bờ bên cười sò chúc hờ ai hờ em hờ phú hờ già hờ tà hờ nay nước chứa hào khăn xiềng sờ diệt sang bề cay sang bên bên lắc đi sau kén bên lắc em tên đuông hờ lời phụ mía nói nóm mỹ tăng sẵn in kinh phật nữa vương em già quân chân hào khăn xiềng sờ nữa. Dạ vâng quý vị ơi, quý vị nổ ra một tràng pháo tay nữa để chúc mừng trong năm 2021 trẻ đi ạ quý vị ơi. Dạ vâng, và món quà tiếp theo, món quà đến từ gia đình anh chị Hương Miền ạ. Vâng, trân trọng kính mời gia đình anh chị Hương Miền ạ. Vâng, và món quà tiếp theo nữa là gia đình bác Mới Tinh ạ. Vâng, trân trọng kính mời gia đình bác Mới Tinh ạ. Xin mời xin em ba mẹ nào mới lòng bán khẩu mà đi hâu con ạ. Tốt bữa xong nhớ chúc mừng xúc hải phú em ra con chân khuyên tặng quà ở đu là nào mới đi. Chương bò chương mè chương bình đồng học trường ăn đi là cùng ai liềm tờ phút lán khẩu cùng tè đã xuống em cùng em tành cửa thuốc cửa phà quàng phướng mè chống tay già sông rào xà ngất bấu vang chờ hít khóc khóc chặt khóc một tấn là máu của bà mỡ vi trường này sẽ hùng cương khắp nơi hời khoen bắt chốc số chốc phùn chúc số chốc phùn ở sông tờ làn áo mà để lầy tay lắc áo chở co làn cò tưa đang mỡ bấu vi sẵn hình xưa sò tăng nà phù phền bờ phền khề sò chúc hờ phú hờ già sò chúc hờ tà hờ nai sò chúc hờ giúp em chăm sóc thuộc bó cay chúc hờ giúp ai chăm sóc thuộc bó tóc làng bà mà đi khỏi cửa thấy lắm nữa sửa đi vì hoặc chẳng giúp khúc sắc cầu giúp phải tàu ra mòm sở mưu mà na bắt chôm số cho bùn sọc tàu làm hông đi lẩy tới lăng áo trẻ cơ làm sò cấp ơn tích đại bò mè pin ông. Dạ vâng, một lần nữa xin được thay mặt hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay xin được cảm ơn tất cả những món quà đến từ các cô, các chú, các anh, các chị trong buổi trưa ngày hôm nay và chúc cho tất cả gia đình của mình chúng ta sẽ làm ăn phát đạt. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và nghi thức rót rượu cũng là một nghi thức quan trọng trong ngày lễ hôn nhân của chúng ta, và sau đây xin mời hai em chúng ta sẽ tiến về bàn tiệc mà ban tổ chức của chúng tôi đã chuẩn bị để thực hiện nghi thức. Dạ vâng, xin mời hai em hai tay trong tay để cô chai rượu trong tay thứ nhất ạ. Vâng quý vị ơi, quý vị nổ ra một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng ạ. Và một tràng pháo tay này trị giá 5 tỷ đồng để chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ được không ạ quý vị ơi? To lên nữa nào quý vị ơi! Dạ vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Vâng, xong bằng kia ạ. Vâng, thật là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, sau đây xin mời hai anh hãy tay trong tay chúng ta dốc lên pháp đi ạ. Dạ vâng, rượu là màu hồng. Hai em rót lên ly cao nhất để tượng trưng cho tình yêu của hai ta rất là cao thượng. Vâng. Rượu đúng là rượu đồng kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm trên về với nhau cùng trong bước đến mai sau. Vâng. Vâng. Sau đây, xin mời hai em chúng ta hãy tiếp tục cùng chai rượu sau tay thứ hai. Đem nửa chai thứ nhất chúng ta sẽ rót lên tháp đi, và nửa chai còn lại thì chúng ta sẽ rót ra sấu đi ở trên bàn đó.
chương phò chương mè chương từ nòng học xiềng cà nì ai bần bập vợ chiếc gần học ổ là quần nòng sắp xếp quần hôm bày sẵn ba bát hiền chiếc hiệu phố tốt tốt thà bước bìa là bóng cu ai nhận vỡ sòn để ba vừa hút ngã lòn uống ngang hùng vàng chúng ta tuyệt vời đúng không ạ. Chân anh cờ chiếc bát tàng khoác hai khề lá lại rong hiệp tòi khoác bốc tà kém hai quần trụ chiếc giấc đỡ một cùng tổ động hết chiếc kích vàng tề đa chú mê chưa lời diệt ít thùa rồi nhưng mà đã tố khoác hai thế nhưng hớp của chấm đầy cầu tạp trọng lại chính quốc nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị, quý vị. Rượu này ta rót làm ba, chứ chung ta để phần cha, chứ hiếu phần mẹ và còn đôi ta chữ tình. Vâng, còn đây trong giọt còn lại, hai em hãy rót lên tiếp tục cái party của mình. Phòng mẹ Pinh Nong ơi, nên đu nên làn khái lẩu cơ đi. Chứ phải xuống em, phòng mẹ Pinh Nong áo cắn tố mưu tơ, sớm nhảy vào đứa, chứ phải xuống em ơi. Vâng, đàn này dọn, chứ phải xuống em. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quả đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như đất trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Dạ vâng, và hai con, hai cháu của mình có được ngày vui, ngày hạnh phúc như ngày hôm nay thì cũng là nhờ công ơn sinh thành giáo dục của hai bên gia đình. Vâng, và sau đây xin mời hai em, chúng ta sẽ nâng đứng đi rượu tình, đi rượu hiếu lên hai bên gia đình. Vâng, mời chú rể chúng ta sẽ nâng hai đi rượu để mời bên gia đình của cô dâu. Và ngược lại thì cô dâu sẽ nâng hai đi rượu mời bên bố mẹ chồng. Vâng, xin mời hai em. Chương phò chương mè chương từ nòng học trường anh đi đời phố biên ơi đón phò bấu đứt xìa cùng thì khoang phòng rằng phòng ải ép nhưng sùng sùng nhớ phù bền khề chứ nho tròn chén đầu hảo tìm mây tà nay nếu cường phà chúc khỏi phù bền phà chứ lại mây tròn chén đầu chúc bất ngờ phố mỹ ải phú ép già chú tác sai xúc ảo ải ý ai chú nòng mũ lầu bắt khẩu mà đề làn cờ chứ sở mây xúc ải xúc em à con cần tốt mưa sớm mỡ chúc con hợp sọc từ là năm đi chứ lại bảo hỏi em Dạ vâng, và sau đây xin mời hai em chúng ta hãy quay mặt với nhau để thực hiện là nghi thức uống rượu đào bôi ạ. Vâng, thì MC Nguyên Hình để sẽ đếm từ 1 đến 3 thì hai em sẽ uống rượu đào bôi được hai tay. Vâng, hai tay chúng hai em sẽ bắt chéo nhau ạ. Vâng. Và chú rể đã chuẩn bị chưa ạ? Vâng, hai em bắt đánh xem. Vâng, 1, 2, và nghi thức uống rượu đầu mời xin được phép bắt đầu. Vâng, xin mời em ạ. Tốt mưa thương với hải em ơi. Quý vị ơi, quý vị nổi ra một tràng pháo tay nữa được không ạ, quý vị ơi? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị. Và sau đây, Quyên Hình sẽ đề lực làm đầu cầu nối cho tất cả quý vị được không ạ? Chúng ta đang ngồi ở bên dưới, ở bên từng bàn, từng mâm tiệc của mình. Chúng ta hãy rót ra những chén rượu thật là đông đầy tình cảm để chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho của đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa hôm nay đó, quý vị ơi. Quý vị đã rót đầy ly rượu của mình chưa? Pin Nong ơi, hãy nào tém chén đâu à? Vâng, quý vị ơi, trước khi Nguyên Hình được làm cầu nối thì hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại của hai con, hai cháu của mình. Nguyên Hình xin được mời tất cả chúng ta có mặt trong buổi hôn trường ngày hôm nay, chúng ta sẽ uống rượu và chúng ta sẽ đứng lên được không ạ, quý vị ơi? Vâng, con em Pin Nong ơi, bên đây đã được kín lẩu trong phục chấp bùn ở trong đuôi trong làn hoa của ba mớ. Hãy đã làm này xóm ơi, xóm phải xóm em, xóm con em Pin Nong hoa tướng phần bày nhó, bay hảo chư nâng trong phục chấp bùn ở trong đuôi trong làn hoa nữa. Vâng, và sau đây xin mời hai em chúng ta trở về vị trí cũ. Và xin mời hai bên gia đình công gia chúng ta hãy đứng hình vòng cung để cùng đi với nhau đi ạ. Vâng, quý vị ơi, Nguyên Hình sẽ hôn chúc mừng nồng hát trường mình có khai dựa xúc làn cờ chờ xong từ làn kép và xong chúc hân mà ổn hả khai tà chắc xóm chúc hải chúc em tên mết từ côn nàng mũ lộ phát khẩu mình có thể xúc hải chúc em bỏ mẹ từ mình tên mết từ côn hoa cần tướng cần chúc bấm ở chúc phúc chúc buồn ở xong từ làn hát mình lại ta đang hát cho cô chứ lại bảo lên bỏ mẹ tên cờ tên xí bơi bỏ mẹ bên nồng ơi phỏ bất tướng cần đó lọ thảo hát từ khái trường ở chầu chóng đầu nữa nữa. Vâng, sau đây xin mời hai gia đình chúng ta hãy cùng chém với nhau đi ạ. Bỏ mẹ Pin Nong ơi, quý vị ơi, bên này bên ép bên phú bên già bên tà bên nay giúp ào ải ý ai chứ đừng muốn lọt ban cầu cái này. Vừa rồi khi thức mời rượu cũng là khép lại buổi đến ra mắt của đến thành hôn chú rể Hoàng Bắc thành viên cùng với cô dâu Thanh Tâm trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và để thay lời muốn nói cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới toàn thể quý vị, sau đây xin mời thằng chú Nam biết bà tổ bầu phù đem tổ đầu ở nhớ sùng giao phù em biết chữ sao phù phù cho bạn phù em biết làm phù bỏ yêu.